Một năm nhìn lại cùng với điện ảnh .net thì Ngọc Lan thấy mình đã mập hơn và dễ thương hơn. Được khán giả yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như Kiều Nữ và Đại Gia, Bán Chồng, Luật Trời, Mặt Nạ Gương. Có thể nói, Ngọc Lan là một trong số ít những nữ diễn viên đóng vai hiền thì khiến khán giả phải rơi nước mắt, đóng vai phản diện lại làm người xem phẫn nộ. Trong một năm qua thì Lan được thời gian ở bên cạnh con và gia đình nhiều hơn, bởi vì mình đã chủ động sắp xếp. Cái công việc của mình là mình chỉ hoạt động 6 tháng thôi, còn 6 tháng còn lại thì mình dành cho gia đình và mình thực hiện được điều đó. Cái thứ hai là năm vừa qua thì Lan đã có được những cái vai diễn cũng khá là ấn tượng với bản thân mình cũng như là với khán giả. Đặc biệt là bộ phim đang được phát sóng ở trên VTV1, đó là bộ phim Mẹ Rơm với vai Tinh Hồng. Trong năm 2022, người đẹp sinh năm 1985 đã nhận về cơn mưa lời khen khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Hồng trong Mẹ Rơm. Cô cho biết bản thân đã mất nhiều thời gian hơn cho quá trình nhập vai vào các dự án, bởi cô nghĩ rằng chỉ có như vậy thì khán giả mới thương mình hoài. Từ sau khi làm mẹ đơn thân đến nay, Ngọc Lan dần chuyển sang các tuyến phụ để hỗ trợ và làm nổi bật vai chính. Cô tự cảm thấy mình đã qua tuổi đóng nữ chính. Khi ở vai phụ, Ngọc Lan trau dồi lối diễn để người xem không chán và ghi nhớ cô qua mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh đó, Ngọc Lan tiết lộ cô cũng kén kịch bản hơn so với thời mới chập chững vào nghề, vì cô đã kiếm đủ tiền và danh tiếng nên bây giờ cô chỉ sống đúng với đam mê diễn xuất. Ngày xưa, nữ diễn viên không dám từ chối kịch bản, hợp hay không hợp cô cũng gật đầu đồng ý, vì sợ nếu khước từ thì sau này họ không mời mình nữa. Cái mà mình không hài lòng đó là mình mà cứ mỗi lần mà mình có thể giảm cân được thì mình lại bị ốm, cho nên nó cứ ốm xuống rồi nó lại mập lên, nó không thể nào mà ốm như là mình mong muốn được. Mình rất buồn vì điều đó mọi người ạ. Ở tuổi 37, Ngọc Lan được khen ngợi bởi nhan sắc ngày một mặn mà và luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Mỗi khi không có lịch trình, cô sẽ thường xuyên đưa con trai Louis đi du lịch và khám phá khắp nơi. Sau tất cả, Ngọc Lan chọn không tái hôn mà sẽ sống như hiện tại để chăm con. Cô không muốn ai dạy con của mình hay can thiệp vào cuộc sống của cô. Lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân, Ngọc Lan đã phải rất nghị lực cùng ý chí vững vàng. Cô phải đảm bảo vừa là mẹ, vừa là ba của con trai, phải tự mình đảm nhiệm vai trò và trách nhiệm trong mọi khía cạnh để con có cuộc sống ổn định, đầy đủ nhất có thể. Lan cảm ơn đến bà ngoại. Năm vừa qua thì Lan cảm ơn bà ngoại nhiều lắm, bởi vì nhờ bà ngoại hỗ trợ Lan rất là nhiều trong cái việc chăm sóc cho Lan, chăm sóc cho con cũng như là quán xuyến gia đình để mà Lan có thể an tâm Lan làm việc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn phải nỗ lực hơn để cân bằng nguồn thu nhập kinh tế khi một mình nuôi con. Dù vậy, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Ngọc Lan luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, thoải mái. Mới đây nhất vào đầu 2023, Ngọc Lan tiếp tục tái xuất màn ảnh trong dự án nữ chủ. Trong phim, cô hóa thân vào vai bà Dung, vợ lớn của ông trùm thế giới ngầm. Ngọc Lan khoe thần thái bà cả đầy quyền lực, khi từng ánh mắt, cái chau mày cũng lột tả được vẻ uy quyền của nhân vật. Hy vọng đây sẽ là vai diễn mở bắt thành công của cô để có thêm nhiều màn thể hiện ấn tượng khác trong năm mới này. Trong năm mới thì Lan vẫn mong muốn rằng là mình sẽ có được những cái dự án thật là ấn tượng với bản thân mình và mình có thể tự phá vỡ được cái khuôn khổ của mình. Và cái điều mong muốn cuối cùng và cũng là lớn nhất đó là mong mình có được là nhiều sức khỏe để mình có thể hoàn thành tốt cái vai trò làm mẹ và vai trò của một người diễn viên. Phương châm trong cuộc sống của mình trong suốt gần 15 năm qua đó là mình đừng làm sai với người ta cái điều gì hết, cứ để cho người ta sai với mình đi. Cái sai của người ta ngày hôm nay có thể làm cho mình khóc, nhưng 5-10 năm sau mình sẽ cười, bởi vì người ta đã nhận ra cái sai của người ta ngày hôm nay người ta làm ra cho mình. Cho nên đối với Lan trong cuộc sống này đừng bao giờ làm điều gì sai.